Nội ám ảnh mang tên thịt kho học dịch. Ủa nội, Tết mình ăn gì nó nói con đi chợ mua đồ luôn. Mẹ cô biết tao học dịch nha, thịt heo ra, nước dừa ra. Ủa, không lẽ Tết mình ăn thịt heo rồi uống nước dừa hả? Mày không có gì, mày có điên không? Ủa, vậy mùng 1 mình ăn gì nè? Mùng 1, ăn thịt heo kho tàu. Ủa, rồi còn mùng 2 mình ăn gì? Mùng 2 giống mùng 1. Ủa, rồi mùng 3 mình ăn gì nè? Mùng 3, ôi như kỹ. Mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 9, mùng 10. Như trên khỏi hỏi. Đó, 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 đó. Cứ mỗi dịp Tết em nói mọi người nghe ha, là nhà nào nhà nấy là thi đua nhau là đi ra ngoài chợ mua nè ha, học dịch nè ha, thịt nè ha. Đừng về làm thịt kho học dịch. Trời ơi, ta nói nha quý vị ơi. Trời ơi, ta nói ăn là từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 10 luôn là vẫn chưa hết luôn đó. Kiểu như là từ hết mùng mà qua mền luôn vẫn còn thịt kho học dịch nha. Nói mà ngay thì năm nay đỡ tốn tiền mua thịt là bữa hổm em đi cúng heo bên Bắc Tư nè. Cái em đá diện tô thịt đó, em để sẵn rồi, bây giờ em ướp thịt nè mọi người ơi. Cho tỏi với ớt rồi em đâm sẵn vô ha. Cái em ướp với thịt trụng rồi nè. Đó, cái em cho miếng nước màu vô, miếng bột ngọt, miếng đường, miếng hạt nêm. Đó, cái đó giờ em trộn. Em trộn cho nó thấm đều đi. Hồi nãy thì em luộc trứng vịt rồi, bây giờ trứng vịt nó chín em đổ ra, đừng em lột học dịch nè. Đó. Rồi em đổ nước dừa vô trong cái chảo, trong cái son này ha. Đó, đợi khi mà nước dừa nó sôi đó thì bắt đầu mình sẽ thả thịt nó vô. Đó, là bắt đầu đợi hồi nó chín, bắt đầu mình là nêm nếm lại rồi mình đợi cho nó mềm thịt là ok đó. Còn ai mà có cách nào mà kho thịt kho này đó mà nó ngon hơn thì mấy chị chỉ em với ngang. Bữa nay là vừa nấu đồ ăn này ha, mà vừa hợp hành với lại anh quản lý của em. Trộm vía là em khoái kiểu mà bận bận như nè đó. Khúc này em đi xé tà lịch. Đó, ai mà không có lá chuối thì xé tà lịch giống em như nè. Đó, đem ra đậy cái nồi thịt kho lại, biết làm gì không? Cho nó đừng có lên bọt, cho đừng cho nó trong nước. Đó, cho nó ngon. Chứ không gì hết trơn á. Nhớ hồi xưa á, bà nội em lấy mấy cái tờ giấy tập học của em đó. Trời ơi, bà in lên một cái một hồi ha. Thịt kho nó dính chữ của em á, chỉnh sùm hết trơn, trời đất ơi. Rồi bây giờ ra chợ nghe, mua mớ đồ nữa. Đó là đem về là bắt đầu ăn Tết tiếp tục. Nhìn chung á là năm nay á, chỗ chợ quê em á không còn đông đúc như mấy năm trước nữa mọi người ơi. Kiểu năm nay người ta ít về quê ăn Tết rồi này nọ nọ kia nữa. Rồi xong cái khúc này là cái bữa 29 Tết nè. Em dắt bà nội em đi ra ngoài chợ ba. Trời ơi, hai bà cháu em ha, đi ngắm qua quá trời luôn, gặp quá trời người quen luôn mọi người ơi. Xong rồi hai bà cháu em á ha, rồi á còn đi chụp hình với nhau nữa. Trời ơi, em chụp hình cho bà nội em mấy tấm hình nó chấn động địa cầu luôn. Tao nói ha, xì tiên như gái 18 á chị ơi. Bà nội em á là 94 tuổi rồi đó nghe, Tết này là 94 tuổi rồi đó. Nhưng mà nha, vẫn đi ra chợ qua ì đùng này ha. Trời ơi, trộm vía là ha, đứng cho người ta tạo kiểu chụp hình quá trời luôn, dễ thương lắm mọi người ơi. Em hy vọng á là năm nào bà nội em cũng khỏe mạnh giống vậy nè. Đừng em dắt ra chợ qua hoài vậy đó, đừng chụp hình hoài hoài luôn. Cuối cùng á thì hai bà cháu em cũng chốt được 4 cái chậu qua đem về nhà trưng Tết. Đó. Nói chung á là năm nay á tình hình chung mọi người ơi, mấy anh chị bán bông nói là năm nay bán ít dữ lắm, ít khách nè, với lại thương người. Rồi thêm một cái nữa là nhập bông không có dám nhập nhiều, nhập ít à, bán mớ à. Xong rồi bà cháu em còn quẹo qua tiệm chè của Diễu Qua nữa. Đó, ai mở năm căn này cũng biết cái tiệm chè của Diễu Qua hết trơn á, quá là ngon đi. Hai bà cháu em vô ha, đá hai ly chè một cái rồi xong rồi về. Mới vô bà nội em nói nè, hỏi hỏi tao không ăn, đừng kêu tao nghe. Trời ơi, vô một cái là bà nội em ăn trước nhất rồi đó nghe. Là ăn hết trơn luôn á, ăn hết một ly luôn mới chịu về. Ơi là trời, không hiểu nổi luôn á. Vậy mà nói câu đó làm chi nữa, không biết nữa. Chắc là bị liệu. Rồi nói chung là bữa nay mùng 2 Tết rồi nè, chúc mọi người năm mới vui vẻ ngang.